À, vâng, chào các bác này. Bác khách vừa đến làm được bộ dàn karaoke. Thì bộ loa mà bên em mà chưa lên sóng luôn đó, chắc sao 25 bác đã làm bộ luôn rồi. Đấy. Bọc xe. Không quấn ấy rồi hả? Bác vừa đi mua dây thun vậy hả? Nay mua. Lần sau đi mua karaoke nhớ mua lắm nhiều giấy thun tí nha, đi an toàn nhá. Mua ít quá mà cháu đây. Đây phải mua sẵn đi ạ. Cô không đủ mà cháu mua bao nhiêu cũng hết. Còn nó mua khách toàn xin. Đi mua sẵn đi, đi bán hàng thì tốt quá nhá. Đây đặt đây. Anh quấn thêm một vòng nữa, cho chắc ăn đây không nó tụt ra đấy. Khách toàn xin. Mày bột ra là chết đấy. Quấn phát nữa, đấy. Lò này nghe nghe sướng đúng không? À, quá hay. Chưa tiết lộ giá các anh ơi, bác khách thì đó, biết giá rồi nhá. Bác này mỗi mình bác ấy. Có một biết bác khách thì biết giá rồi đó, còn chưa ai biết giá cả đâu. Chưa bán một quý bác không bán ấy. Chứ không phải đùa đâu. Thằng này là chắc 6 thùng gỗ. Đấy, full build. Là phần này full 25. Đây không cởi cắt nhé. Sử dụng một con đấy là 600 cộng của SD Video. Và một con vang nữa, vang nhét vào trong luôn rồi. Đấy, bác lấy cả bộ luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Bộ này thì về nghe tuyệt vời luôn, bác cứ chọn xong bao nhiêu lo thì bác thích dòng lo màu gỗ này. Thì nó sang, nó sang trọng. Đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn đối với thằng BOTH một chút. Đấy các bác nhá. Những bác nào mà có nhu cầu lo này thì đợi vài hôm em sẽ lên sóng cho các bác đấy. Còn những đối với những bác nào mà đập đô lo BOTH thì chiều hôm nay bọn em đã đầu đóng tiếp nhá. Sáng nay đang quấn rồi này. Đấy đang quấn rồi. Thì sẽ bắt đầu chiều nay là đã đóng tiếp cho các bác đây. Đóng tiếp cho các bác như thế này. Đấy, đóng như này hết, đóng shop hết cho các bác. Thì những bác nào nếu mà chưa cọc đô lo này nhớ là cọc cho bên em luôn nhá, để bên em sẽ đóng hàng các bác luôn đấy. Vì loa này thật các bác là nó rất là hiếm, không hề dễ mua đâu. Nhưng loa chắc sao kia gần một năm vậy sẽ gặp được một lần. Đấy, một năm sẽ gặp được một lần, hai lần. Chứ còn loa BOTH này thì thật các bác là cứ tầm khoảng độ 3 năm mới gặp được một lần. Hiếm lắm, rất là hiếm mà hay các bác nhé. Giá là rẻ là chứ phải em xã rất là rẻ. Chỉ có 5 triệu đồng cho một cặp này thôi. Hàng zin, bao hay, bao xịn cho mọi người luôn. Bao đẹp luôn. Thế nên này các bác nhớ cọc tiền bên em để bên em gửi hàng cho các bác. Bên đây sẽ ưu tiên những ai cọc tiền trước sẽ gửi trước. Đấy, nếu bác nào mà cọc sau sẽ hết hàng thì bác thông cảm. Vì vậy em rút kinh nghiệm những đợt trước là bên em cứ giữ hàng cho các bác. Giữ hàng cho rất là nhiều người, cuối cùng là cứ giữ khư khư một số bác muốn lấy thì lại bọn em lại không gửi cho hàng các bác khách đấy. Cuối cùng là những một số bác cứ đặt đợi cả 3-4 ngày sau, 5 ngày sau, cuối cùng là sau lại bảo là thôi anh lại có gia đình có việc không lấy được nữa. Cuối cùng là bên em lỡ hết việc ra. Mà những cái người ta cũng có nhu cầu mua thực thì người ta lại không lấy được hàng. Mình đã từ chối người ta rất là tội luôn. Thế mình em sẽ ưu tiên những ai mà nhiệt tình lấy đồ này cọc trước em sẽ gửi hết chứ sẽ gửi cho các bác trước nhá. Đây loa cũng không còn nhiều đâu, hôm nay mà em chắc là gửi chiều này sẽ hết luôn. Cho nên là ưu tiên những ai mà cọc tiền trước em sẽ gửi. Đấy các bác nhớ giùm em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều luôn và những bác nào đâu có nhu cầu liên hệ ngay bên em. Cảm ơn các bác ạ và hẹn gặp lại ở các bác chiều nay bên em sẽ lên sóng các bác đóng hàng loa này tiếp nhá. Đóng cực nhiều các bác nhá. Đóng cực sướng luôn. Cảm ơn các bác ạ. Và loa RKB chiều nay cũng đã đi mấy đô luôn nhá. Loa RKB của Đức các bác bắt 30 nhá. Bắt 30 RKB. Một dòng loa và đó là loa thương hiệu Đức bắt đánh như sấm. Đấy. Mọi người nhớ liên hệ 8 triệu rưỡi một đô đây, quá rẻ luôn. Đây bác khách đây đang lấy một đô RKB tiếp này. Đấy. Một đô RKB luôn các bác nhá. Đây, đang lấy đô RKB này tiếp này. Đây, bác lấy tiếp một đô RKB ở đây. Bác khách đừng đến chọn ở đây. Đây này, bác nào mà nhanh tay thì sẽ còn loa này em có khoảng chục đôi thôi, hơn chục đôi một chút thôi nha, không có nhiều các bác ạ. Cảm ơn các bác.